đây là isuki cậu đang trên chuyến xe bus đến trường và nhận thấy hai đứa nhỏ ngồi gần đó đang cùng chơi một tựa game khá nổi gần đây cậu sau đó đã đến điểm dừng là học viện sega vừa vào cổng cậu đã bị bảo vệ chặn lại vì chưa xuất trình thẻ id cậu đã thử tìm trên người nhưng không có khiến bảo vệ nghi ngờ không biết cậu có thật sự là học sinh trường này không nhưng một cô gái là izumi đã đến giải vây cho cậu cô là hội trưởng hội học sinh và nhớ rõ tên của các học sinh nên đã giúp nói đỡ để chú bảo vệ cho cậu thêm thời gian lục lại ba lô cậu sau đó đã tìm được và vào trong Cậu sau đó gặp lại đứa bạn là cô ta và kể cho cậu ta nghe việc bản thân vừa gặp phải ở trường. Izumi được rất nhiều nữ sinh theo đuổi, ai nấy đều hy vọng cô sẽ qua được bài thi quốc gia sắp tới. Còn Isuki thì đã kể cho cô ta nghe về cả kỳ nghỉ hè nhàm chán của cậu. Cậu sau đó cũng có lấy bánh mà chị gái Chizuzu của cậu làm cho cô ta ăn. Một người bạn của cô ta sau đó đi đến và rủ cậu ta tối nay chơi game, nhưng cậu ta bảo là đang bận nên để sau. Isuki có hỏi vụ gì thì cô ta đã tiện thể giới thiệu luôn cho cậu con game tên là PSO2. Nếu Isuki giờ này còn chưa chơi qua thì có hơi bị quê mùa đấy. Tối đó, lúc về phòng, Isuki vô tình nhận được một tin nhắn. Mở ra đọc thì đó là do Izumi gửi. Cô muốn cậu chiều mai hãy đến phòng của hội học sinh có việc. Hôm sau, cậu đã cho cô ta biết việc này và cậu ta không biết từ khi nào mà cậu với Izumi lại thân đến mức này. Nhưng cả hai chỉ vừa mới gặp nhau hôm qua nên cậu cũng chịu. Cậu bạn của cô ta sau đó lại tìm đến và muốn nhờ Isuki giúp một việc vào chiều nay. Cậu thấy miễn là nó xong trước 6 giờ để cậu còn đi đến hội học sinh. Hội học sinh của Izumi sau đó lại đi qua và khiến ai nấy đều đưa mắt ngưỡng mộ. Còn Isuki thì vẫn tỉnh bơ, hội học sinh sau đó đã có một bài phát biểu trước toàn trường. Isuki được biết là phó hội hiện đang ở nước ngoài nên không có mặt, nhưng dù vậy thì Izumi vẫn tự mình gồng gánh được cả hội học sinh. Thành tích học tập và thể thao của cô luôn nằm ở mức xuất sắc và là niềm tự hào của trường. Chiều hôm đó, Isuki đã giúp mấy đứa bạn tham gia một trận bóng. Chơi xong thì ai nấy đều rủ nhau đi làm ly nước và Isuki sau đó nhận ra đã 6 giờ nên cấp tốc chạy đến hội học sinh vì đến muộn vài phút nên cậu bị những thành viên trong hội chê trách. Nhưng Izumi đã vào việc chính, cô cho biết từ giờ cậu sẽ là phó hội học sinh và việc đầu tiên của cậu là game PSO2 này. Cậu sau đó đã về hỏi cô ta về game này thì được cậu ta thấy Isuki giờ cũng đã bắt đầu thích thú rồi hay gì, nhưng cậu cho biết đây chỉ là việc của phó hội học sinh. Cô ta thắc mắc lý do cậu được vào thì Isuki cho biết là do cậu siêng năng và hay tham gia hoạt động của trường, lúc trở về phòng. Isuki đã nhớ lại cuộc gặp chiều nay, và lý do Isuki được chọn thẳng thay vì qua bầu cử là vì cả hội học sinh không muốn tạo ra sự kiện không cần thiết, và một phần cũng vì Isuki không tham gia câu lạc bộ nào nên cậu gần như rảnh rỗi để làm việc trong này. Còn lý do tại sao phải chơi game PSO2 này thì là vì học viện muốn Izumi tìm hiểu về những hoạt động mạng của những học viên khác, và cô thì không có nhiều kinh nghiệm về game nên muốn Isuki làm thay. Vì cậu được người ta gọi là người luôn làm tốt mọi thứ, cậu sau đó đã vào thử game theo hướng dẫn từ cô ta, đầu tiên là tạo nhân vật cậu để tất cả ngẫu nhiên và cũng bằng một cách hết sức ngẫu nhiên thì nhân vật trong méo khác gì cậu thế là cậu dùng tên thật đặt luôn cho nó hợp hội học sinh lúc này thì cũng đã về hết nhưng izumi vẫn ở lại thêm một lúc do vẫn còn việc quay lại với isuki cậu sau đó chọn vũ khí cho bản thân là một cây kiếm súng vừa cận chiến vừa tầm xa cậu sau đó vào game và thấy khá nhiều người chơi khác đột nhiên một ông anh với quả skin robot đến tiếp cận cậu và muốn được chỉ dạy cậu vài thứ trong game vì bản thân cũng là dân kỳ cựu cậu không để tâm lắm mà quay đi thì ông anh lại đuổi theo Đột nhiên có thông báo nhiệm vụ khẩn cấp nên Isuki đã quyết định đi xem thử, ông anh cố khuyên cậu rằng nhiệm vụ này không hợp cho một tân thủ, nhưng cậu vẫn tham gia, lúc đến nơi làm nhiệm vụ, Isuki đã chạm trán với một con quái, nó đẻ ra thêm vài quả trứng và bắt đầu áp đảo Isuki về số lượng, nhưng ông anh ban nãy đã lao ra giúp đỡ cậu, ông anh sau đó bắn ra một viên đạn để xử lý quái con và để Isuki lên xử con lớn, cậu nhảy lên nhưng không đủ tầm đánh nên ông anh bảo cậu chuyển sang dạng súng, cậu bắn dụng được nó nhưng phải bắn vào điểm yếu mới diệt được nhưng con quái đã kịp vùng dậy mà lao về phía cậu vừa đánh chúng thì nó đã lao lại thêm lần nữa nên isuki đã bắn một viên vào thẳng đầu nó cậu đã diệt được con quái và được ông anh kia khen ngợi anh ta sau đó nói một mớ triết lý cho cậu hiểu thêm về game và rồi rời đi sau đó ta biết được izumi cũng chơi game này và có vẻ cô chính là nhân vật robot kia sáng hôm sau isuki đã nộp lại báo cáo cho izumi cô cho biết việc trường này còn tiếp diễn được tình trạng yên bình vui vẻ hiện tại hay không là nhờ vào isuki những ngày sau đó isuki liên tục làm tốt mọi việc mà các thành viên trong hội học sinh giao cứ hỏi đến việc nào là cậu bảo đã xong việc đấy lúc isuki rời đi ai nấy đều thừa nhận là izumi đã không nhìn lầm người lúc đọc báo cáo của isuki izumi thấy bản thân đã diễn hơi quá khiến cảm giác của isuki về game có hơi trừu tượng quá mức sau đó ở lớp isuki có một học sinh mới chuyển đến cô là aika một du học sinh nước ngoài mới trở về nhật bản gần đây cô sau đó đã giới thiệu qua về gia cảnh và được thầy xếp cho ngồi cạnh isuki thầy nhờ cậu lúc rảnh thì dẫn aika đi tham quan trường luôn vừa đến ngồi cạnh isuki cậu đã nhìn thấy một sinh vật gì đó trên aika nhưng rồi lại nghĩ là nhìn nhầm ở giờ giải lao aika đã liên tục bị bạn bè đến hỏi han này nọ isuki thì đã ra ngoài để đi vệ sinh khiến aika ngay lập tức bám theo cô đi theo và quan sát isuki khiến cậu để ý nhưng cô muốn isuki đừng để tâm đến cô cậu sau đó vào tận nhà vệ sinh thì cô vẫn bám theo buộc cậu phải đẩy ra ngoài cậu nhắc cho cô biết là nam nữ không vào phòng vệ sinh của nhau đột nhiên cô ta đi đến và cô bất giác quay lại định đánh một cú Cậu ta cũng nhanh tay phòng thủ và may là chưa có gì xảy ra. Cô ta không ngờ là có người bắt kịp tốc độ của cậu ta. Chiều hôm đó, Isuki đã tham gia cuộc họp của hội học sinh và rồi nộp báo cáo cho Izumi và ra về. Cậu đang đi về thì có cảm giác như đang bị bám theo nên đã chạy nhanh hơn. Nhưng cảm giác vẫn còn khiến cậu ngoái lại xem mà lại chẳng có ai. Vừa quay đầu lại thì Aika đã ở trước mặt. Biết cô cũng về chung đường nên cậu đã dẫn cô đến ký túc xá luôn. Cả hai sớm vào trong và Isuki cho cô biết ký túc có chia làm hai khu nam và nữ nam thì không được vào bên nữ mà nữ có thể vào được bên nam quả là bình đẳng giới isuki cũng giới thiệu cho cô vài khu vực tự do đây là nơi mà hai bên đều có thể đến từ phòng ăn phòng đọc sách phòng giặt ủi còn có cả phòng tắm phòng này thì vẫn bên nào vào bên ấy nam nữ có thể ăn chung với nhau nếu muốn cậu cũng cho cô biết về giờ giới nghiêm trong ký túc luôn và nếu có việc thì phải báo trước với quản lý ký túc chi tiết kỹ hơn về quy tắc đã có trong máy tính ở trong phòng nên cô có thể về đọc thêm cậu sau đó về phòng vừa nằm lên giường thì cậu đã ngủ thiếp đi và rồi mơ thấy cảnh izumi tiến tới với cậu cậu giật mình tỉnh giấc thì đột nhiên aika lại ngồi trên người cậu chuyện sau đó bị phát hiện và isuki là người duy nhất bị bắt viết bản kiểm điểm vì aika được tha do chưa biết rõ luật đám con gái thì lại đổ lỗi là isuki dụ aika về phòng cậu sau đó về phòng chơi game và cô ta nói là cũng sẽ vào sớm cậu gặp lại ông anh robot mà cậu vẫn hay chơi cùng nhưng rồi đến cuối buổi cậu đã bị chê là một người chơi tệ hại thế là hôm sau cậu đã kể lại cho cô ta nghe và cậu ta cho biết isuki đã phạm lỗi sai là thích thể hiện quá mức để rồi tự đưa đầu vào nguy hiểm giờ thì cậu đã hiểu tại sao bạn cậu tức giận cô ta sau đó hỏi tên bạn cậu thì sốc khi người bạn mà cậu chơi cùng lâu nay mang danh là một người chơi solo nổi tiếng cô ta không hiểu sao một người chơi solo kỳ cựu lại chọn chơi game cùng isuki cái đó cậu cũng chịu aika sau đó có tìm đến isuki và nói mấy thứ linh tinh trong game khiến cậu chẳng hiểu lắm vì khá mơ hồ tối đó izumi thấy isuki không chơi nên nghĩ là bản thân đã hơi quá khắt khe vụ hôm qua hôm sau cậu không nộp báo cáo rồi bảo là do tối qua ngủ quên nên không chơi nhưng izumi biết cậu có vào game nhưng cô không thể nói ra vì nếu nói ra thì cô sẽ bị lộ là nhân vật trong game cô không biết phải nói gì để thuyết phục hay xin lỗi isuki thế là cô đành bó tay mà để cậu qua hôm nay tối đó cô lại một mình chơi game và chỉ vì mải suy nghĩ chuyện cũ khiến cô không tập trung chơi và gặp bất lợi isuki lúc này đã vào game và nghe người ta nói là ông bạn của cậu đang một mình đâm đầu vào nhiệm vụ nguy hiểm izumi sau đó đã gặp rắc rối khi bị con trùng tìm đến và còn bị giam trong lồng. Nhưng Isuki sau đó đã tìm đến để giúp đỡ, cậu đã không còn háo thắng mà đánh ẩu như trước nữa mà bình tĩnh xem xét để vừa né đòn từ con boss mà vừa tấn công lại nó. Cậu cũng hồi máu cho Izumi và để cô xử lý đám quái nhỏ lẫn cái lồng, cô sớm xử lý xong và quay qua giúp Isuki đối phó với con chùm Lúc trở về, cả hai đã xin lỗi nhau, một người thì xin lỗi vì đánh láo, một người thì xin lỗi vì quá lời. Izumi sau đó đã rủ cậu đi xem show diễn của idol trong game, sáng hôm sau, Isuki đã lại nộp báo cáo như thường đột nhiên aika cũng tìm đến đây và hỏi lý do izumi bắt isuki chơi game này cô cho biết là sự phát triển internet gần đây đã giúp con người sống và làm việc trên mạng nhiều hơn mạng xã hội cũng giúp con người kết nối với nhau tốt hơn nhưng học viện lại lo lắng là việc này sẽ khiến học sinh chỉnh mảng khỏi học tập nên izumi cố chứng minh định kiến đó là sai aika đã đồng tình và khi biết aika cũng chơi game này thì izumi đã cho cô làm trợ lý của isuki và nộp báo cáo hàng ngày chung với cậu aika ngay lập tức nhận lời mà không do dự vài ngày sau đó Izumi và Isuki đã cùng tham gia vào một nhiệm vụ khó. Dù khá chật vật nhưng cả hai vẫn hoàn thành được, Izumi cho rằng giờ cậu nên học giao tiếp và chơi game với người khác để tìm được niềm vui thực sự. Sáng hôm sau, cậu đã viết lại chính lời dạy đó vào báo cáo và để Aika thấy. Cô đã thêm cho cậu vài ý, cậu sau đó lại bị sai vặt bởi những thành viên trong hội. Làm xong thì cậu còn phải giúp cậu bạn Yutaka trong đội làm nốt công việc đang bị chậm trễ. Chiều đó, cả hai đã cùng nhau làm xong việc và Yutaka thấy hơi áy náy khi khiến Isuki phải giúp, nhưng cậu không để tâm. Izumi sau đó đến lấy báo cáo và thấy cậu có vẻ đã thân hơn với mọi người trong đây, nhưng cậu thấy bản thân toàn làm mấy việc vặt. Có điều cái mà Izumi để tâm là việc cậu đã kết nối được với mọi người. Hôm sau, Isuki đã kể cho cô ta về lời dạy của Izumi trong game. Cô ta không hiểu sao Izumi dạy được kiểu đó mà lại đi chơi solo. Chắc là mỗi người một lối chơi khác nhau. Và sẵn đây thì cô ta cho biết cậu ta đã thoát khỏi việc đang bận bịu gần đây. Lúc về phòng, Isuki đã vào game và gặp được một thanh niên ất ơ trong này, và Isuki không ngờ đây chính là cô ta. Cậu thắc mắc sao cô ta không để tên bình thường thì cậu ta cho rằng game nhập vai sinh ra là để người ta trở thành một con người khác. Cô ta thấy mấy người mà để tên nhân vật là tên thật ngoài đời như Isuki mới là lạ thường ấy. Cô ta sau đó cũng gặp lại vài người bạn trong game của cậu ta, gồm có một thanh niên mặc đồ chuột, một cô gái mặc đồ mèo, một anh samurai, một chị cung thủ, cùng hai nhân vật dạng máy móc khác. Họ nghe cô ta xàm lìn một hồi thì nhận ra cậu ta gần đây phải thi karate và cậu ta đã thắng giải. Họ cũng biết cả Isuki vì cậu gần đây hay đi chung với Izumi. Ai nấy còn bất ngờ hơn khi cậu là bạn ngoài đời với cô ta. Họ sau đó cho biết là gần đây lúc họ đi làm nhiệm vụ thì có một kẻ phá đám. Cô ta cho Isuki biết dạng phá đám này là hay vào tim cho đủ người rồi làm mấy trò kỵ dị để phá người khác. Sẵn đây thì cô ta cũng cho Isuki biết là nhóm người này rất thú vị. Cậu ta gặp họ trong game và ai nấy đều cố nhập vai vào nhân vật của bản thân. Sẵn ở đây thì họ sẽ lập tổ đội nhiều người để đi làm nhiệm vụ, ở trong nhiệm vụ. Ai nấy đều phô diễn kỹ năng của mình, anh Samurai thì có chiêu choáng diện rộng và giúp cho chị gái cung thủ bắn ra một cơn mưa tên. Isuki cũng được xem kỹ năng điều luyện của cô ta mà khoái, hôm sau cậu đã kể lại cho Izumi nghe và cô thấy cậu thích là tốt rồi. Cô sau đó nhờ cậu đi lấy mẫu từ bên công ty xây dựng về đây, đồng thời anh trai đây cũng nhờ cậu đi dán poster lên bảng thông báo. Cậu nhận vì nghĩ là việc nhẹ, nhưng không ngờ là trường có rất nhiều bảng thông báo hơn cậu nghĩ, Iutaka đã đi giúp cậu vụ dán poster để trả ơn việc lần trước. Cậu sau đó đến văn phòng của công ty xây dựng và ngồi chờ lấy mẫu thì nghe thấy ông chú và anh trai ngồi gần đó cũng đang bàn về game PSO2. Và điều cậu không ngờ là anh trai đây chính là cô gái mèo và ông chú thì là thanh niên chuột trong tổ đội tối qua cậu chơi cùng. Cậu sau đó về hội nhưng chẳng còn ai ở đây. Cậu thấy lời nhắn Iutaka để lại nên vui vẻ ra về. Tối đến, cậu đã cho cô ta nghe việc cậu phát hiện ở văn phòng xây dựng hôm nay. Cô ta cũng chẳng lạ vì nhiều người tạo nhân vật và xây dựng tính cách khác họ ở ngoài đời. Cả hai sau đó gặp Izumi nên mời chơi chung luôn. Sẵn đang thiếu một người để đi nhiệm vụ thì một tên đã xin được vào đội cho đủ người. Cả bốn sau đó vào nhiệm vụ nhưng khi nhóm Isuki vào đánh thì thanh niên kia lại nằm trên điểm an toàn mà không làm gì cả. Hắn nói cả nhóm là lũ tép diêu nên tự xử lý đám quái tép diêu kia luôn. Đang đánh thì Izumi muốn thanh niên kia hồi máu cho Isuki do cậu là người chơi mới. Nhưng thanh niên này cho rằng cứ ỉ lại vào người khác thì mãi mãi là người chơi mới. Thanh niên kia sau đó đã buông ra mấy lời khó nghe rồi bỏ đi. Những người khác ai nấy đều đã thấy thanh niên này lại đi phá người khác. Cô ta khá bực vì bị phá nhưng Isuki không trách vì đâu ai biết thanh niên kia ngoài đời ra sao đâu cậu sau đó đã chạy theo và hỏi thử lý do thanh niên kia đi phá người khác thanh niên kia thấy cậu đang hỏi mấy thứ khá nhảm nhí nhưng cậu đã sớm nhận ra danh tính thật của thanh niên này cậu đọc toẹt cái tên của thanh niên kia ra đó không ai khác ngoài iutaka cậu ta sau đó đã giật mình mà thoát game sáng hôm sau lúc báo cáo lại cho izumi thì cô khá giận vì cậu khiến iutaka hôm nay không đi học cậu lo mà làm hòa với iutaka để cậu ta quay lại trường đấy là lệnh cô cho rằng cậu đã gieo gió thì phải gặt bão Cậu chiều hôm đó đã đến gặp Yutaka và muốn cậu ta mở cửa, nhưng cậu ta không chịu nên đành phải vào game tìm. Cậu ta cho rằng game là nơi duy nhất bản thân có thể là chính mình, cậu ta ở ngoài đời chỉ là một kẻ vô tích sự, chẳng làm được gì ra hồn và chẳng được ai công nhận, do đó cậu ta ghen tị với Isuki. Nhưng cậu cho rằng cậu ta đừng nên trốn tránh nếu không sẽ chẳng thuộc về nơi nào cả, cậu ta sau đó đã mở cửa cho Isuki. Cậu đã vào trong và bắt đầu khuyên giải cho Yutaka, cậu ta không dám bộc lộ con người thật ở bên ngoài vì sợ bị ghét bỏ nhưng isuki cho rằng cậu ta là người tốt và chỉ cần thay đổi cách bộc lộ và hành động là được iutaka sau đó đã vào game và xin lỗi mọi người ai nấy đều nể mặt isuki mà tha cho cậu ta sau đó vì để chuộc lỗi thì iutaka đã tự mình gánh cả nhóm isuki qua nhiệm vụ sáng hôm sau izumi đã gọi isuki lên tầng thượng cô thấy cậu đã thực sự làm hòa được với iutaka và cũng thú nhận luôn bản thân là ông robot trong game nhưng cậu đã nhận ra rồi vì cô ngoài đời và trong game đều lặp lại một vài từ nhất định nên cậu cũng không khó để nhận ra cậu sau đó lại lấy mấy câu đó ra để chọc cô khiến cô giận mà đuổi theo cậu để ép cậu dừng lại vài ngày sau izumi đã gọi isuki đến và ngỏ lời muốn rủ cậu đi chơi sự kiện vào cuối tuần lúc về lớp tâm trí isuki như trên mây cô ta có rủ cậu đi chơi vào cuối tuần nhưng cậu bảo là bản thân đã có kế hoạch rồi cuối tuần đó một sự kiện hàng năm của game thủ đã được tổ chức lúc đến sự kiện thì isuki có hơi thất vọng vì không phải là đi hẹn hò cả hai sau đó được phát thẻ để ghi tên nhân vật trong game vào Gần đó thì idol nổi tiếng trong game cũng đã bắt đầu biểu diễn khiến Izumi rất thích thú. Cậu nhận thấy cô mới đi lần đầu nên nghĩ là do cô bận bịu công việc nên không hay đi. Cô ta lúc này cũng đến và bắt đầu thấy hơi chán vì Isuki không đi theo. Đột nhiên cậu ta phát hiện Isuki và Izumi gần đó, cậu ta quá sốc vì thằng bạn thân đã bỏ mình theo gái mà chạy đi. Aika cũng ở gần đó nhưng bị người ta xin chụp ảnh nên cô đã chạy đi mất. Izumi lúc này cũng đã giới thiệu cho Isuki về văn hóa cosplay. Đột nhiên Isuki được một cô bé nhận ra cô bé đây là nhân vật cô gái người máy trong tổ đội lần trước cô bé sau đó đã dẫn cả hai về gặp mọi người cậu gặp được hai anh chị cung thủ và samurai kia cả hai là vợ chồng và đã có một đứa con còn ông người máy giống với izumi thì chính là quý ông này cô ta lúc này đang đi vật vờ vô định thì được hai cô gái rủ chụp hình nhưng chụp xong thì cậu ta lại chán tiếp aika trong bộ cosplay đã cho cậu ta một túi nước uống cho lấy lại tinh thần vừa uống vào thì cậu ta đã phấn chấn hẳn mà định đuổi theo cảm ơn izumi lúc này đã được người ta nhận ra là quý ngài cô độc trong game dù ngoài đời cô rất xinh nhưng chẳng ai dám lại bắt chuyện, cô cũng chẳng ưa lắm việc bị nói ra nói vào như này. Với cả nãy giờ bắn cũng chẳng trúng phát nào khiến cô có hơi cay cú, Isuki đã đến kéo cô đi để giới thiệu với mọi người. Ai nấy đều bất ngờ vì quý ngài cô độc chính là Izumi, thế là họ sau đó đã tranh thủ làm quen và rủ Izumi lúc nào được thì chơi chung. Isuki đã nhắc cô về mấy lời dạy phải kết nối với người khác nên cô đã đồng ý chơi chung, cả nhóm sau đó ngồi lại nói chuyện thì Isuki đã vào game và thấy cô ta trong này cậu ta cho biết bản thân giờ đang gặp rắc rối và bị bao quanh bởi nhiều bức tường tăm tối cậu ta sau đó đột ngột biến mất khiến ai nấy đều nghĩ là cậu ta đang gặp rắc rối thật nên đã quyết định chạy đi tìm cả nhóm sau đó chia ra tìm và sẽ liên lạc với nhau qua game nhưng tìm một hồi thì cô nhóc lại bảo mỏi chân và muốn quý ông đi trước nhưng ông thì lại muốn cõng cô bé cô bé thì sợ ngại mà một mực từ chối hai vợ chồng kia thì lại cãi lộn vì cả hai đều mù đường mà lại cứ muốn người kia đi theo ý mình izumi đã phải thuyết giảng để họ lấy lại tinh thần sẵn đây thì cả nhóm đã ngẫm lại về mấy lời cô ta nói thế là cả nhóm kéo nhau đến nhà kho của sự kiện vì đây là nơi tối nhất cả nhóm tìm được điện thoại của cô ta và sau đó thì cũng sớm tìm được cậu ta trong nhà vệ sinh gần đó cô ta cũng sốc khi biết sự thật về izumi còn về việc của cậu ta thì cậu ta sau khi nhận túi nước và đuổi theo cô gái đã cho cậu ta bịch nước thì vô tình bị lạc đến nhà kho này bụng cậu ta sau đó đau lên dữ dội nên cậu ta mới vào nhà vệ sinh để rồi nhận ra là hết giấy nhưng ai nấy sau đó quay đi và chẳng quan tâm đến cậu ta nữa cuối ngày sự kiện cũng đã kết thúc nên ai nấy đều ra về Izumi đã cảm ơn Isuki vì đi cùng cô ngày hôm nay. Cô định nói thêm gì đó thì cô ta đã cắt ngang và muốn về chung với cả hai. Cậu ta vẫn chưa tìm được cô gái đã có cậu ta bịch nước, nhưng bù lại thì cậu ta được nhiều cô gái cosplay cho chụp chung nên cũng bù lại được phần nào. Vài ngày sau, Isuki được hai cô gái gọi đến gặp trong game. Họ đang đi phỏng vấn những người chơi khác về việc lý do quái vật gần đây xuất hiện nhiều hơn hẳn bình thường. Nhưng hai người đó lại cãi cọ một hồi để rồi chạy đi mất khiến Isuki chẳng hiểu gì. Cô ta cho cậu biết đó là NPC chứ không phải người chơi đâu. Thế là hôm sau, Isuki đã nộp báo cáo cho Izumi về việc cậu nhận thấy NPC trong game này cứ như người thật. Izumi cho biết NPC trong game vốn được lập trình bằng AI tiên tiến và cô cũng chẳng chấp nhận báo cáo này vì nó như thể là cậu đang bị rơi vào lưới tình với gái 2D nên viết lại. Ai nấy sau đó cứ thấy Aika bám sát lấy Isuki như thể cả hai đang hẹn hò, mấy cô gái chuyên nói xấu Isuki thì càng được đà bịa chuyện vu khống Isuki. Cậu thậm chí còn chẳng hiểu lý do gì mà Aika cứ bám lấy cậu vào giờ thể dục. Cô ta đã đến gọi Isuki đi cùng. Cả hai đến xem Aika chơi bóng rổ và cô chỉ cần đứng dưới rổ bên mình và cướp bóng từ đối thủ rồi ném bóng lại vào rổ bên kia từ khoảng cách cực xa. Nhưng cả hai sớm bị thầy gọi về vào giờ lịch sử. Thầy đang ngồi giảng thì Aika đã đứng lên hỏi thầy về vài khúc mắc trong trận chiến xưa. Thầy như kiếm được bạn để trò chuyện thì nói chuyện rất chi là hăng say. Sau đó, hội học sinh đã bàn lại vài thứ. Vì sắp tới là lễ hội trường nên họ cần đi mượn trang thiết bị từ trường khác thay vì bỏ tiền ra mua và chuẩn bị cái mới, nói cách khác là tái sử dụng lại đồ cũ và izumi và isuki được cho đi chung đến trường khác mượn đồ lúc đi trên xe izumi đã hỏi giữa isuki và aika là như nào vì cô lại bám theo cậu lên xe đây aika có thắc mắc về việc đi xe bus này đó là nó sẽ dừng ở những nơi ngẫu nhiên vậy thì tài xế làm sao biết họ muốn xuống ở đâu mà dừng đáp án là nhờ cái nút này izumi sau đó cũng nhận thấy aika khá hiểu biết về game nên đã ngồi nghe cô nói và giải thích về một mớ thứ trong game izumi thấy là có khi họ nên cảm ơn lũ quái vật vì đã đưa họ đến với nhau nhưng aika đột nhiên tức giận vì câu nói đó Lúc xuống xe, Aika đã xin phép đi có việc. Còn cả hai sau đó cũng gặp người của trường mà họ đến mượn đồ. Lúc vào trong đây và lấy danh sách đồ có thể mượn được cả hai dự tính sẽ tìm dịch vụ vận chuyển để đưa hết đống đó về. Sẵn giờ cũng sắp về nên cả hai định đi tìm xem Aika ở đâu. Gần đây có một siêu thị nên có khi Aika sẽ đến đó vì cô cũng chẳng quen ai quanh đây. Lúc đến siêu thị, cả hai đã đi tìm Aika thử nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu. Izumi thấy Aika gần đây khá lạ nhưng Isuki cho hay là cổ đã lạ từ khi mới đến rồi. Cả hai sau đó gặp lại Aika ở một cửa hàng thú cưng gần đó, và đây là lần hiếm hoi cậu thấy Aika cười. Izumi đã động lòng chạy đến, Aika cho biết bản thân thấy nơi này khá giống khu mua sắm trong game, và cô cũng muốn ngắm mấy con thú này. Izumi đột nhiên nghĩ là Aika hẳn là sẽ khá cô đơn khi rời xa bố mẹ ở nước ngoài để một mình đến đây. Cô quyết định sẽ giúp đỡ Aika nếu Aika cần, và Aika có bảo là đang thiếu đồ nên Izumi đã dẫn cô đi lựa và mua vài bộ. Kế đến là đi gấp thú bông và đi ăn Cả ba sau đó thấy một bé gái đứng khóc nên đã chạy đến hỏi. Cô bé bị bay mất bóng và Aika thấy quả bóng cách đó không xa nên đã nhảy lên khá cao để lấy lại quả bóng. Nhưng giờ cô bé lại nhận ra là đã lạc mẹ. Izumi đã nói dối là mẹ đang chơi trốn tìm với cô bé để cô bé không khóc mà cùng cả ba đi tìm. Cả ba sớm tìm được mẹ cô bé và giúp cô bé về lại với mẹ. Cô bé sau đó đã chạy đến cảm ơn và tặng cho cả ba vài cái kẹo. Lúc ra về, Izumi đã kể lại việc cô không thích lắm việc chơi trốn tìm. Do năm xưa, cô và bạn bè đã cùng chơi trò đó nhưng cô luôn là người bị bỏ quên lại sau cùng và chẳng ai thèm đi tìm cô cô đã rất buồn nhưng có một cậu bạn đã đi đến tìm cô lúc lên đường trở về isuki đã cho biết bản thân hồi nhỏ cũng hay có mấy mong ước trẻ trâu như là làm anh hùng aika đã về trước và izumi muốn cô lúc nào cần thì cứ đến nhờ trợ giúp aika vẫn chẳng nói câu nào mà về trước tối đó izumi đã đổi nhân vật để vào game đây là nhân vật đầu tiên cô tạo và vì nó khá giống cô nên cô mới ngại mà đổi sang dạng robot kia để không ai nhận ra nhưng isuki thích dạng này hơn cả hai sau đó đã tham gia vào nhiệm vụ giải cứu npc cả hai nhận thấy quả lần này có vẻ đông hơn bình thường thật nhưng đột nhiên isuki thấy có ai đó cũng tham gia vào nhiệm vụ của cả hai người đó đã triệu hồi ra một con chim và nó tuy nhỏ nhưng đủ mạnh để hạ được quái cả hai cũng tham gia vào đánh chung và sớm giải quyết được hết quái vật npc đột nhiên bị quái nổ bay đi nên người đó đã lao đến đỡ lấy isuki nhìn thì nhận ra ngay đây là aika và cả hai đã muốn mời kết bạn để khi nào đó rủ aika chơi chung nhưng cô cho rằng bản thân không rảnh để chơi với họ mà quay đi vài ngày sau cô ta đã rủ isuki cuối tuần ngày game đến sáng nhưng isuki cho biết cuối tuần này cậu bận rồi bận đi suối nước nóng cô ta biết cậu sẽ đi với izumi nhưng cậu đi với cả hội học sinh chứ không phải với mình izumi có điều chuyện gì sẽ xảy ra thì cậu không dám chắc cô ta muốn isuki ít nhất hãy kể lại mọi thứ ở đó lúc vào game cho cậu ta cả hội học sinh đã sớm đến được suối nước nóng hàng năm hội học sinh đều đến đây với lý do là để học nhưng đồng thời là cũng để xả hơi lúc đến suối nước nóng isuki bất ngờ vì chủ nơi này là anh chị nhà samurai cả hai đã dẫn nhóm isuki vào trong anh chồng muốn tối nay rủ isuki chơi game nhưng chị vợ không cho vì gần đây chồng toàn bỏ bê công việc để chơi game chị vợ sau đó đã dẫn cả nhóm đến phòng và isuki thấy chị ta khá nghiêm khắc khi cấm chồng chơi game và để ra dáng như đàn chị thì izumi cũng quyết định cấm isuki chơi game nốt lý do là vì vài ngày trước cô có học với bên hội đồng họ cho rằng việc chơi game có thể gây xa suốt học tập nhưng cô tin là isuki vẫn đang vừa học vừa chơi rất tốt có điều cái sơ đồ điểm số của isuki thì không nói vậy Cậu thú nhận là gần đây có hơi mê game quá mức thật nên quên sắp xếp lại lịch trình, nên giờ Izumi sẽ cấm cậu chơi game mà bắt cậu học để lấy lại điểm trong kỳ thi sắp tới. Sau khi bàn bạc sắp xếp công việc xong thì Izumi đã bắt Isuki làm cho hết đống bài này cho đến hết chuyến đi, những người khác sau đó đã đi chơi tận hưởng. Một nhóm thì kéo nhau đi đánh bóng bàn, ông anh đeo kính thì đã vào xem thử bài của Isuki ra sao. Anh ta có điểm khá cao trên lớp nhưng lại khá khó khăn trong game khi vừa để mất một người bạn và Isuki lại biết người bạn đó của anh ta anh ta sau đó rời đi để cậu không bị sao nhãng, còn Utaka thì cũng đã tham gia đánh bóng bàn và ngay lập tức lên mặt khi vừa ăn được một quả. Tính cách vẫn y như trong game, cô bạn của Izumi đã rủ cô đi ngâm mình nhưng cô chưa muốn đi vì còn việc phải làm. Cô bạn sau đó chạy đến phòng Isuki để ngồi chơi, cô không hiểu tại sao Izumi lại quan tâm Isuki đến vậy. Vì ngay lúc này đây Izumi đang phải làm việc viết báo cáo thay cậu để cậu tập trung làm bài. Cô vẫn không ưa Isuki nên đã bỏ đi ngay sau đó. Ai nấy sau đó đã tận hưởng thời gian vui chơi ở đây. Tối đến Isuki đã ăn tối cho xong lẹ để đi làm bài tiếp. Cậu sớm làm xong hết đống này và quyết định ra ngoài xả hơi chút. Anh chồng đã gọi cậu đến và dặn cậu là tối nay cả hai sẽ lén chơi game và giờ thì cậu có thể đến bồn tắm ngoài trời nếu muốn. Cậu sau đó cũng đến ngâm mình và thấy máy chơi game anh chồng để sẵn ở đây cho cậu. Cậu sau đó vào game thì gặp cô ta và cho biết bản thân chỉ vào vậy thôi chứ không đi nhiệm vụ được. Đột nhiên có ai đó vào bồn tắm nên Isuki đã thoát ra, còn cô ta biết thằng bạn mình chắc chắn đang sung sướng rồi. Người vào bồn tắm chính là Aika, cô đã xong việc nên đến đây và không hiểu sao isuki lại phản ứng thái quá izumi lúc này thì đi làm đồ ăn cho isuki chị vợ sau đó có phát hiện anh chồng đi đâu đó anh chỉ bảo là ra ngoài làm lon bia nên chị vợ cảnh cáo anh là không được chơi game izumi sau đó đến tìm isuki thì cậu đã đi đâu mất bài tập thì cũng đã làm xong cô sau đó vào game thì thấy cô ta online nên đã hỏi thử cậu ta lúc này đang ở bồn tắm ngoài trời và izumi bảo là sẽ qua đó sớm cô ta nghĩ là sắp được thấy izumi quấn khăn đến đây nhưng có mỡ đấy mà húp cô dùng nhân vật robot để qua chứ có dùng nhân vật kia đâu. Ngay khi biết Isuki ở đâu thì cô đã thoát game để đi tìm thử. Isuki lúc này cố bắt chuyện với Aika nhưng chẳng được gì. Cậu sau đó vào game thì gặp lại Izumi, cậu biện minh là vào game gặp cô ta chứ không có chơi. Cô hỏi cậu đang ở đâu và ngay sau đó cũng đã vào bồn tắm ở phòng bên cạnh. Cô cho phép Isuki chơi một ít nhưng từ giờ đừng chỉnh mảng là được. Anh chồng lúc này cũng đã ngồi chơi, Aika đang im lặng bên Isuki thì đột nhiên đứng dậy và nhảy đi mất. Tiếng hét của anh chồng cũng vang lên nên cả nhóm đã kéo đến xem, anh cho biết là con quái vật vừa nhảy ra khỏi màn hình và có một cô gái đã đuổi theo nó. Chị vợ nghĩ là anh uống bia rồi hoa mắt thì có, nhưng vấn đề quan trọng là anh dám chơi game khi chưa được cho phép. Vài ngày sau, tất cả đã về trường và tiếp tục học tập. Isuki lại lén chơi game trong giờ học thì bị Izumi trong game bắt gặp được. Cô tuy cũng vừa học vừa chơi nhưng không đến mức chỉnh mảng mà không nghe giảng bài. Vài ngày sau đó, Isuki và Izumi vừa có một buổi họp với hội đồng trường. Lúc trở về phòng hội học sinh thì cũng đã muộn. Cô bạn của Izumi là Konoe vẫn còn ở đây cô định ra về thì thấy cả hai còn ở lại nên cũng muốn ở lại giúp nhưng izumi đã bảo là không cần konoe cũng định hỏi cuối tuần này izumi có đi đâu không thì cô lại bận đi học chung với isuki cô sau đó đành cam chịu ra về và khi isuki mở miệng ra xin được chơi chung với cô vào lúc nào đó thì cô lại gắt gỏng từ chối konoe đó lúc này rất cay cú về isuki do trước đây cô mới là người ở bên izumi và giờ cô cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại ghen với isuki cô sau đó vào game xả giận lên đám quái vật đang càn quét đám quái thì đột nhiên một con hóa đỏ và dù cô chém bao nhiêu nó vẫn chẳng si nhê cô sau đó bỏ chạy thì bị con quái dí bằng được nên đành thoát game nhưng hình ảnh con quái vẫn ở đó aika lúc này đi chung với nhót isuki thì đột nhiên chạy đi còn con oe lúc này thì bị một làn khói đỏ dồn vào đường cùng còn aika thì sau đó đã không còn thấy tín hiệu của thứ mà cô đang đuổi theo ở đâu nữa sáng hôm sau lúc isuki và cô ta đang ngồi bàn chuyện thì aika đã đến dặn cả hai đi học do hôm nay tất cả hội trưởng của các câu lạc bộ đều đến tham dự Nhóm Izumi lúc này đều thắc mắc vì không ai thấy Konoe đâu từ sáng giờ. Sau khi Isuki và cô ta đến thì Izumi đã phải miễn cưỡng cho bắt đầu buổi họp. Nội dung cuộc họp là bàn về những việc họ sẽ làm trong lễ hội trường sắp tới. Izumi đề xuất làm thêm nhiều cái khác nhưng các hội trưởng câu lạc bộ đều từ chối vì chuẩn bị thường đã mệt rồi nên chẳng ai muốn rước thêm việc cả. Thế là mấy việc thêm này đành xếp vào mục tự nguyện. Hội học sinh không ngờ được việc có nhiều phản đối đến vậy, nhưng giờ họ cũng chẳng thể làm gì khác. Aika lúc này nghe tin là Konoe thật sự biến mất vì trong phòng cũng không tìm thấy. Isuki thì đã có hỏi Izumi tại sao cô muốn làm thêm một bữa tiệc sau lễ hội trường thì cô cho biết đây là năm cuối của bản thân ở trường và cô muốn làm điều gì đó thật ý nghĩ như những người khóa trước cả hai sau đó bị gọi lên phòng giáo viên cô giáo hỏi thử xem cả hai có biết con đâu không vì cô đã biệt tích mà không rõ lý do cả hai sau đó ra về và phát hiện aika cũng đi hỏi thăm xung quanh cả hai sau đó về lại ký túc và hỏi chú bảo vệ nhưng chú cho biết là giờ vẫn chưa tìm được và nếu còn để lâu thêm thì cảnh sát sẽ nhúng tay Izumi sau đó đã đến phòng con thì thấy cửa không khóa vào trong thì Aika cũng ở trong này. Cô sau đó đã lục lọi trong phòng Konoe để tìm gì đó mặc cho Izumi ngăn cản. Khi thấy máy chơi game của Konoe thì Aika đã chạy đi mất. Izumi sau đó đã biết được dự tính của Konoe đã chuẩn bị cho bản thân nên đã trầm cảm vì bản thân lâu nay đã không để sự quan tâm cho Konoe. Isuki sau đó rủ cô vào game vì biết đâu Konoe đã vào game và có ai đó thấy được. Izumi và Isuki sau đó đã cùng vào game đi tìm nhưng chẳng có manh mối gì. Đột nhiên cả hai gặp lại ông quản gia và cô bé kia hai anh chị samurai cũng tìm đến và cả hai đã cảm ơn nhóm isuki vì đã tin tưởng dùng dịch vụ tại nhà anh chị lần trước với cả anh chị cũng thắc mắc việc nhóm isuki dạo này toàn thích dùng nhân vật giống ngoài đời do hôm qua anh chị đã nhìn thấy konoe mặc đồ nữ sinh đi trong này cả hai đã hỏi anh chị vị trí và rồi tìm đến cả hai sau đó phát hiện có một cái kén chứa người ở giữa vùng đất trống và một đám quái vật vây quanh đó isuki đã không nghĩ nhiều mà nhảy thẳng xuống cứu người cậu có một lớp giáp nên xông thẳng vào được nhưng giáp sớm hết hiệu lực và khiến isuki bị quái khống chế Izumi cũng đã phải xuống đánh phụ và muốn Isuki đừng mất bình tĩnh. Cô sau đó muốn tự lo liệu đám quái và để Isuki lên cứu người, cậu vừa chạy lên thì quái lại sinh ra để cản đường. Nhưng một ai đó đã chém sạch đám quái và cả cái kén để cậu nhận ra đó chính là Konoe, cậu sau đó thấy Izumi bị tóm sau kia nên đã quay lại cứu cô. Còn người cứu Konoe chính là Aika, cô đi cùng một cô gái khác và Aika trong quá trình bảo vệ Konoe đã không may để quái cắt chúng tay Konoe. Nhóm cô ta sau đó cũng kéo đến nên bên Aika đã sớm rời đi cô ta nhận ra người phía trước là cô gái đã cho cậu ta bịch nước lần trước sáng hôm sau isuki đã chạy đến gặp izumi cả hai sau đó đã gặp lại konoe konoe giải thích là hôm qua bản thân bị xỉu bên đường nên được người ta đưa vào viện nhưng isuki thấy tay cô băng bó chắc hẳn là do vết cắt tối qua nên hỏi lại là cô có chắc bản thân không ở trong game hay không izumi đã cản màn tra khảo này lại izumi sau đó đã đi cùng konoe còn aika xuất hiện gần đó thì khuyên isuki đừng dính vào vụ này cả cậu biết là aika có trong game tối qua nhưng cô lại chối là bản thân không chơi Tối đến, Isuki tiếp tục ngồi làm việc và không vào game. Sáng hôm sau, lúc họp ở hội học sinh, cậu đã đưa ra đề xuất là muốn giúp đỡ các câu lạc bộ để họ bớt việc từ đó họ sẽ có thể tự nguyện giúp đỡ tổ chức bữa tiệc sau lễ hội. Konoe sau đó đã ra về và Aika đã đi theo. Isuki cũng nhìn theo nên Izumi biết cậu còn lo nghĩ về vụ hôm qua. Cậu cho rằng không thể nào Konoe trùng hợp bị thương đúng chỗ như vậy được và chắc chắn Aika đang giấu gì đó. Izumi muốn cậu cứ chơi tiếp cho thám tử nhưng đừng quên việc là được. Cậu sau đó đã đi quan sát Aika mọi lúc mọi nơi, nhưng cái kiểu bám đuôi lộ liễu của cậu sớm bị ai ca phát hiện cô hỏi cậu cần gì thì cậu bắt đầu nói ra ba cái tào lao hai người của hội học sinh thấy được thì nghĩ là cậu định bày tỏ tình cảm với ai nhưng rồi bị ai ca từ chối cậu cố giải thích nhưng tác dụng là bằng không isuki sau đó đã cùng izumi đi thuyết phục nhưng hội trưởng câu lạc bộ làm theo kế hoạch cậu đã đề ra izumi đã lợi dụng sự yêu mến của mọi người rồi làm ra bộ mặt dễ thương khiến hội trưởng câu lạc bộ nào cũng đỏ mặt mà nhận lời giúp cuối ngày cô ta đã chạy đến chất vấn cả hai là tại sao không đến câu lạc bộ karate của cậu ta Isuki nghĩ là cô ta sẽ chủ động tham gia nên mới không đến thế là cậu ta dọa đổi phe đã vậy cậu ta còn nhắc vụ Isuki bày tỏ tình cảm với Aika khiến Izumi nghe được mà quay đi Isuki vẫn có giải thích đây là hiểu lầm nhưng Izumi vẫn chẳng để lọt tai lớp Isuki lúc này dự định tổ chức cà phê hầu gái và đám con gái trong lớp đã mời Aika tham gia cô đã đồng ý Aika sau đó về phòng thì được ai đó gọi đến người đó cho biết số người mất tích đang nhiều thêm và Aika nên sớm đi điều tra tối đó trong game Isuki đã đi hỏi người về Aika Izumi ghen mà cho rằng cậu có vẻ mê aika từng ngoài đời vào trong game cậu sau đó đã đến hỏi ông quản gia và cô nhóc kia cả hai cũng không biết gì về aika nhưng đặc biệt là gần đây ông quản gia thấy có nhiều người mất tích hẳn isuki nghĩ là có thể họ ở trong game nhưng không ai hiểu cậu đang nói tầm bậy gì isuki muốn đi tìm mấy người đó vì chắc chắn sẽ gặp được aika izumi càng nghe càng giận hôm sau isuki lại bám theo aika và bỏ luôn cuộc họp với hội học sinh cậu đã bám theo aika đến trung tâm thương mại và bị cô bắt được Cô cho rằng trình theo dõi của cậu còn kém xa và cho rằng cậu muốn gì thì cứ nói ra. Cậu muốn biết cô thật sự là ai thì cô từ chối trả lời, cả hai sau đó thấy một nơi bị cảnh sát phong tỏa. Cô bé lần trước xuất hiện và cho Isuki biết đó là nơi những học sinh cao trung mất tích gần đây. Aika sau đó đã rời đi nên nhỏ tranh thủ kéo Isuki đi chơi và bào sạch ví của cậu. Lúc trở về, Isuki đã bị Izumi khiển trách, một nửa là ghen vì cậu đi với Aika. Một nửa là vì cậu bỏ họp, cô ta chả biết nên ghen hay tiếc cho thằng bạn này nữa. Tối đó, Isuki lại vào game và đi hỏi về Aika. Cậu gặp lại cô nhóc và Izumi lại ghen hơn khi nghe nhỏ nói là cậu đi hẹn hò với Aika. Cậu sau đó lại lùi đi và ông quản gia báo là tìm được Aika giúp cậu rồi. Aika lúc này đang đối phó với một con rồng thì Isuki tìm đến. Cô không cần trợ giúp và gọi ra con chim của mình rồi kết hợp hai quả cầu lửa và bóng tối lại để trưởng con rồng. Nhưng nó chỉ bị gãy mất sừng chứ chưa bị thương nặng. Isuki sau đó lao lên thì bị nó quật cho một phát vào người cậu sau đó đã đột nhiên thức tỉnh sang hình dạng mới và vung kiếm lên tung một nhát Excalibur trẻ đôi con rồng. Cậu sau đó hỏi Aika là gì thì cô chỉ nói bản thân là người giám sát và rời đi. Cậu sau đó thoát game và định chạy qua bên phòng Aika, nhưng chú bảo vệ đã thấy và cản cậu lại. Chú sau đó ngồi tâm sự với cậu như hai người đàn ông, nhưng Isuki đột nhiên nghe thấy việc bạn cùng lớp bảo là Aika không ở trong phòng. Cậu sau đó rời đi và cảm thấy đau bên hông, giờ ra mới thấy vết thương trong game đã ảnh hưởng đến cả ngoài đời quái vật trong máy chơi game sau đó đột nhiên tràn ra ngoài và tấn công isuki buộc aika phải đến giúp cậu cô để isuki chạy đi nhưng quái vẫn bám theo và bằng cách nào đó thanh kiếm trong game đã xuất hiện trên tay cậu cậu sau đó cũng có được cả bộ giáp như trong game còn aika nhận thấy isuki đã thức tỉnh isuki đã vung một chém xử đẹp con quái còn aika thì cũng chỉ cần một chiêu aika sau đó cho cậu biết là cậu sắp được khai sáng cậu sau đó bị cô đưa đi đến một con tàu vũ trụ tại đây cậu gặp kasura anh ta cho biết bản thân và AIka có thể xem là các NPC như cậu vẫn thường nghĩ, nhưng đó không phải sự thật, anh ta và AIka là người thật, và PSO2 không phải là game mà là một thực tại trong vũ trụ, cậu rất sốc trước khung cảnh mà bản thân thấy được. Isuki sau đó đã được cho đi huấn luyện dùng thử sức mạnh. Theo lời Kasura, lúc cậu chơi game qua màn hình thì tức là cậu đang biến sức mạnh của bản thân thành một dạng sức mạnh để chiến đấu, và khi cậu đã thức tỉnh được như bây giờ thì cậu có thể trực tiếp đến đây để chiến đấu, và những người chưa thức tỉnh sẽ xem cậu như nhân vật trong game. Aika không ngờ Isuki khi thức tỉnh lại mạnh đến như này cậu cảm thấy bản thân thực sự mạnh lên Kasura còn cho biết thêm là lũ quái vật cần sức mạnh từ những người đã thức tỉnh như cậu để tạo ra mạch năng lượng cho việc xâm chiếm trái đất Konoe lần trước tuy bị bắt nhưng do cô không đủ mạnh nên chỉ để làm lõi cho một cái kén sinh ra quái vật còn người mạnh mẽ như Isuki thì sẽ bị dâng lên cho thủ lĩnh của đám quái vật là mối đe dọa của vũ trụ này Isuki sau đó đã cùng Aika đi chiến đấu với đám quái cảm thấy bản thân pro vãi lìn nên Isuki càng hăng máu mà muốn đi đánh quái nhiều hơn hôm sau cô ta thắc mắc là sao không thấy isuki ở trong phòng dù là chủ nhật thì cậu cho biết bản thân bận đi làm công việc cho lễ hội trường cậu sau đó đến lớp và thấy aika lại đi đâu đó nên nghĩ là cô đi diệt quái nhưng không cô chỉ đi vệ sinh cô cho biết quái hôm nay không có do hôm qua cậu đã diệt quá nhiều rồi và cậu cũng không cần cố khoe khoang cái sức mạnh đấy của cậu làm gì hết aika lúc này đã đến gặp kasura cô cho rằng họ đang lạm dụng sức mạnh của isuki quá mức và điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu nhưng kasura cho rằng việc chiến đấu là do cậu chọn lựa và họ cần tôn trọng quyết định đó isuki sau đó lên tầng thượng thì gặp izumi đang tập lời trên này cô còn hơi ngại nên cậu đã động viên để cô phấn chấn lên lúc izumi rời đi thì cậu đã vào không gian để chiến đấu aika vừa về lớp thì nghe isuki đã đi mất nên lại phải đi tìm cậu lúc này vẫn một mình xử lý đám quái nhưng con cấp cao đã xuất hiện nó đánh bật đòn của isuki và rồi tẩn cậu một trận ra bã nó sau đó bắt được kiếm của cậu khiến cậu bắt đầu dối nhưng một anh trai là seno đã tìm đến giúp cậu anh ta xử lý con cấp cao kia và để đồng đội của mình là cho chị thương cho cậu. Đám quái sau đó lại đến và Isuki thấy con vừa hành cậu ra bã nên đã mất bình tĩnh lao lên và rồi trông như tên ngốc. Seno đã nhẹ nhàng xử lý nó và rời đi. Còn Aika cho rằng cậu đừng chiến đấu nữa vì chỉ tổ cản đường cản lối. Hôm sau, Isuki đã quay lại cuộc sống bình thường, ngày ngày làm việc ở hội học sinh và nhận mọi công việc được giao. Nhưng thể hiện ra là vậy chứ cậu giờ đang rất u ám vì bản thân quả thật chỉ là tên cản đường cản lối như Aika nói. Lúc về lớp, Ai nấy đã hỏi cậu là Aika đâu vì cả hai toàn thấy đi chung. Aika thì từ hôm qua giờ không thấy về, Isuki cũng chịu. Mấy cô gái sau đó đã bàn tán về việc Aika đáng tin cậy ra sao và cũng tiện nhờ Isuki đi mua ít cà phê. Kasura lúc này muốn tiếp tục lợi dụng Isuki để dụ quái vật vào một ổ, nhưng Aika cho rằng Isuki có cuộc sống riêng và họ không có quyền lợi dụng cậu. Kasura cũng chẳng ép, nhưng nếu quái vật xâm lược trái đất thì cuộc sống riêng đó cũng tan tành isuki lúc này đi mua cà phê về thì vô tình chạm mặt một con quái vật đã đến trái đất ám ảnh vẫn còn khiến cậu quay đầu chạy và trốn vào một nhà kho cậu cứ tưởng đã thoát được thì nó bất ngờ xông vào aika đã phải đến bảo vệ cậu vì cô không muốn kéo cậu vào cuộc chiến nhưng cô sau đó đã bị đánh gục buộc isuki phải vào cuộc cậu sau đó đã biến hình và đẩy lùi con quái aika đã dùng cường hóa lên cậu nên con quái định xử cô trước nhưng isuki đã đẩy nó ra khỏi nhà kho cậu đã đối mặt với sự sợ hãi và sau đó tung lên hoàn kích để diệt gọn nó Aika cho rằng cậu không nên chiến đấu nữa vì đó không phải trách nhiệm của cậu, nhưng cậu không muốn thấy Aika phải chiến đấu một mình vì cậu nên cô đã đồng ý để Isuki tiếp tục tham gia đánh quái. Isuki sau đó đã bảo cô về lớp gấp vì bạn bè cần số đo của cô để may đồ hầu gái. Cậu đã một lần nữa thấy được Aika cười và cô nhận thấy công việc ở trái đất này cũng quan trọng không kém gì đánh quái. Không lâu sau thì lễ hội trường đã sắp chính thức diễn ra. Đây là trận chiến cuối cùng của họ để xem họ đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ ra sao, nhưng Isuki thì lại đang ngủ gục nên được đánh thức dậy. Aika xin lỗi vì đã không để Isuki ngủ tối qua ai nấy nghĩ cả hai đã chơi sập giường nên Isuki phải giải thích là cả hai chuẩn bị cho lễ hội nhưng việc cậu gọi thẳng Aika bằng tên khiến ai nấy lại thấy nghi nghi Aika và Isuki thời gian sau đó liên tục đi cùng nhau để trốn đi làm nhiệm vụ bạn bè trong lớp đã phải hỏi Izumi có thấy Isuki và Aika đâu không vì gần đây cả hai hay đi cùng nhau cô sau đó về lại phòng hội học sinh thì thấy cả hai đã ngồi ở đây Izumi đã dặn Aika về lớp nên Isuki phải ở lại với Izumi Cô cho biết ngày mai là lễ hội rồi nên phải cố gắng, Aika lúc này thì đã được đám bạn trong lớp cho thử đồ. Ai nấy đều thấy Aika nên là tâm điểm của sự chú ý, đem vào cho đám con trai xem thì ai nấy càng khoái hơn. Chiều hôm đó, Izumi đã gọi Aika lên tầng thượng để nói chuyện. Izumi nghĩ là cả Aika và Isuki đang có mối quan hệ yêu đương, nhưng cô lại nói mập mờ khiến Aika không hiểu rõ mà lại khiến Aika nghĩ là Izumi đã phát hiện ra việc cô và Isuki đi chiến đấu ngoài không gian. Thế là chuyện cứ trôi theo một mạch và Izumi đã chọn từ bỏ để Aika và Isuki đến với nhau. Còn Aika thì lại hứa sẽ bảo vệ Isuki bằng mọi giá. Izumi sau đó về phòng hội thì Isuki đã ra về. Tối đó, cô ta có đến phòng rủ Isuki đi chơi nhưng cậu đã đi mất nên cô ta tưởng cậu đã ngủ. Isuki và Aika đã cùng nhau chiến đấu với rất nhiều quái vật. Kasura rất cảm kích sự giúp đỡ của Isuki và quyết định gửi thêm chi viện đến vì sắp có đợt quái thứ hai. Và ở đợt này, Isuki phát hiện là có một con quái mới đã xuất hiện. Izumi lúc này thì lại không hiểu nổi cảm xúc của bản thân đang bị làm sao. Isuki lúc này khá chật vật với con quái mới vì nó di chuyển rất nhanh. Aika cũng vì hỗ trợ cho cậu mà bị quái đánh trúng. Cậu đã nhân cơ hội Aika tạo ra để lao lên xử nhanh con quái. Có điều chúng sau đó còn kéo đến thêm, nhưng viện trợ mà Kasura gửi cũng đã đến. Cô là ma tôi và là một thành viên tinh nhuệ của quân đoàn. Ma tôi có thể tự mình xử lý nên đã để cho cả hai nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, ngày đầu tiên của lễ hội trường đã bắt đầu ông anh đeo kính thì cứ một lần lễ hội trường là bộ dạng nghiêm túc hàng ngày biến mất mà thay vào đó là bộ dạng quá khích ai nấy cho biết hôm nay anh ta sẽ gặp được một người bạn trong game ở ngoài đời isuki biết người bạn đó và hy vọng ông anh ổn sau khi gặp mặt ai nấy sau đó bảo isuki hôm nay cứ về lớp chứ không cần lo cho họ ông anh trong hội lúc này đã ra đứng ngoài cổng và bắt đầu hỏi mọi cô gái đi qua về người anh ta cần tìm ông quản gia và cô bé thì cũng đã đến đây và tất nhiên là hai anh chị nhà samurai cũng đến anh chồng thấy thích thú với những cô hầu gái lớp Isuki để rồi bị chị vợ đứng phía sau móc cho một cú. Anh trai trong hội học sinh lúc này cũng đã gặp được người mình cần tìm và khá rén với hai người của bên xây dựng này. Izumi lúc này cũng được mấy cô bạn đẩy cho đi chơi thay vì cứ đi hướng dẫn họ. Cô sau đó gặp lại Isuki và giúp cậu đi vứt rác. Aika lúc này phát hiện lại có quái vật nên chạy đi buộc cô ta phải bám theo. Izumi đã hỏi sao Isuki không đi hẹn hò với Aika thì cậu làm gì có mối quan hệ kiểu đó với Aika. Còn vệ vụ muốn bảo vệ cậu thì chắc là trong game do Aika hay bỏ qua mấy chi tiết ngoài lề trong cuộc trò chuyện, cảm thấy bản thân đã có cơ hội trở lại nên Izumi bám theo Isuki khá sát. cả hai sau đó đã đi vứt rác xong thì quái vật đột nhiên tìm đến, nó nhắm vào Isuki để tấn công khiến cậu không kịp biến hình. Izumi vì muốn bảo vệ Isuki nên cũng đã thức tỉnh và cầm súng bắn vào con quái. nó quay qua tấn công cô thì Aika lúc này cũng đến. Isuki cũng biến hình để vào cuộc nhưng Izumi đã bị con quái tóm được. đám quái con đã quấy phá Isuki và Aika và để con lớn bắt Izumi đi. Isuki cố đến cứu cô nhưng đã muộn còn cô ta thì đã chứng kiến toàn bộ nhưng cô ta chỉ nghĩ là cả hai đang cosplay và hỏi izumi đã đi đâu rồi biết thằng bạn không giải thích được nên aika và isuki đã đi trước cả hai sau đó đã lên hành tinh của đám quái vật kasura đã nghe tin và sẽ cố gửi viện trợ nên cả hai cứ tập trung vào mục tiêu chính cả hai sau đó đã đi khắp nơi tìm manh mối và được chỉ dẫn đến cuộc khí đỏ kia cả hai đến xem thì thấy một cái máy và cái kén trên kia izumi sau đó chui ra khỏi kén nhưng cô đã bị hắc hóa mà tấn công cả isuki cậu bị đánh gục và seno lúc này đã đến để giúp họ anh ta muốn Aika đưa Isuki về còn anh ta ở lại một mình đối phó. Isuki sau đó tỉnh lại ở căn cứ và nghe được việc Izumi đã bị trùng của đám quái vật thao túng tâm trí nên không dễ gì cứu được nữa. Có điều nếu giờ không làm gì đó sớm thì tâm trí Izumi sẽ hoàn toàn hòa làm một với quái vật. Isuki muốn đi cứu Izumi nhưng Aika đã khuyên cậu hãy về lại trái đất. Cậu sau đó đã trở về và bị gọi lên phòng hội học sinh. Ai nấy đã hỏi cậu Izumi đâu thì cậu cho rằng Izumi đang gặp một tình huống nghiêm trọng và chưa về được, nên cậu muốn họ cứ tiếp tục lễ hội trường chứ đừng dừng lại cậu sau đó được ai nấy tin tưởng và cậu hứa sẽ đưa Izumi về đây sớm nhất có thể, cậu sau đó ra về thì gặp cô ta. Cậu ta hỏi chuyện nên Isuki đã thật lòng nói ra, sau khi nghe chuyện thì cô ta đã mở lời muốn giúp Isuki, nhưng cậu đã từ chối vì nó rất nguy hiểm. Cô ta lo là Isuki lại gánh vác một mình nhưng cậu cho biết bản thân có Aika hỗ trợ nên cô ta giờ cứ lo việc ở quán cà phê của lớp là được, sáng hôm sau. Cô ta đã lên lớp và thấy ai nấy đều đang lo cho Aika, cậu ta cho rằng hẳn là Aika có lý do riêng nên họ cứ tiếp tục mở quán. Isuki lúc này đã vào game và nghe việc hiện tại Izumi đang bị phong ấn dưới căn cứ này nhưng đó chỉ là kế tạm thời tình huống tệ nhất bây giờ của họ là loại bỏ cả Izumi lẫn trùng quái vật Isuki không chấp nhận nhưng liệu cậu có dám hy sinh cả thế giới chỉ để cứu Izumi Kasura cũng chỉ biết tiếc vì giờ họ chẳng thể làm gì hơn nữa Isuki sau đó quay đi còn Kasura thì đã đưa cho Aika một thứ gì đó cô ta lúc này đã bép xếp chuyện của Isuki cho Iutaka và cũng bởi điều đó là Konoe cũng nghe thấy Cô bán tín bán nghi vụ này nhưng vì chuyện xảy ra trước đó với cô nên cô cũng muốn cô ta nói thật. Mà tôi lúc này hỏi Aika đã có kế hoạch gì chưa thì cô cũng chỉ biết cố hết sức để cứu Izumi trong lúc cô chưa bị hắc hóa hoàn toàn. Kasura lúc này đã gọi cô chị của Aika trước đó đến và nhờ một việc, cô chị này đồng thời cũng chính là idol nổi tiếng của game. Isuki và Aika lúc này đã lên đường thì gặp lại cô ta, cậu ta đến đây thông qua game để giúp Isuki. Và cậu ta cũng gọi bạn bè của họ đến, ai nấy đã tập hợp đến đây để giúp Isuki. Và Isuki quyết định sẽ đập cô ta một trận vì tội bếp xếp lúc trở về. Cả nhóm sau đó đã tiến vào hang ổ của đám quái vật và ai nấy đều đã tung kỹ năng ra để mở đường giúp Isuki. Cậu được đà lao thẳng lên để đến chỗ của một con rồng đang chờ sẵn cậu ở đây. Nó mạnh hơn con lần trước và nó ngay lập tức bắn hai quả cầu bóng tối về phía Isuki. Cậu xuyên qua được và chém vào nó nhưng bị nó hất văng ngược lại. Nhưng Konoe cũng đã đến trợ giúp cậu để đưa hội trưởng của họ trở về. Aika sau đó đã chạy đến và cho con chim ra hỗ trợ Konoe chiến đấu. Cả hai phối hợp và đánh được vào con rồng nhưng ngay sau đó lại bị nó hất bay đi. Những người khác sau đó cũng đã tới để giúp Isuki, ai nấy đều đồng loạt lao lên để câu giờ cho Isuki vận chiêu. Ngay khi có khoảng trống thì cậu đã lao thẳng lên và dứt điểm con rồng chỉ trong một nhát. Đột nhiên mặt đất rung chuyển khiến Isuki và Aika bị chia cắt với những người còn lại. Ai nấy đã bảo cả hai hãy đi trước và dáng đem Izumi trở về. Nhưng khi cả hai đến nơi thì tên trùng đã hoàn toàn biến thành hình dạng hoàn thiện của hắn, Izumi vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Có điều giờ cả hai phải nhanh lên vì quân đội robot của căn cứ đã đến, có nghĩa là căn cứ đã bắt đầu tổng lực tấn công. Nếu họ không cứu được Izumi thì đám robot sẽ xử luôn con trùm lẫn cả Izumi, thế nhưng con trùm chỉ bắn ra một vài tia đạn đã đủ diệt sạch đoàn robot. Kasura vẫn chưa nao núng mà cho tiếp tục giai đoạn 2. Căn cứ sau đó sử dụng một khẩu pháo hạng nặng và bắn ra một đợt tia năng lượng, con trùm cũng bắn trả lại, nhưng nó đã khôn khéo bắn ra thêm vài tia nhỏ vào khẩu pháo, khẩu pháo bị lệch hướng nên bị tia của con trùm bắn hạ nhưng khẩu pháo cũng đã bắn được vào người con trùng khiến nó rơi xuống isuki chạy lên thì bị tia của nó nhắm đến nên aika phải vào đẩy cậu tránh đi cô nhắc cho cậu nhớ là việc cứu izumi quan trọng nhưng giữ mạng của cậu còn quan trọng hơn cậu không được hấp tấp rồi để phí công sức mà những người bạn đã tạo ra cho cậu lễ hội trường lúc này vẫn đang tiếp tục konoe và iutaka cũng đã trở về đây để tiếp tục công việc quản lý lễ hội cô ta thì lúc này đã mặc đồ hầu gái vào để thế chỗ aika và đám con gái hiển nhiên là đá cậu ta ra khỏi quán trước khi cậu ta đuổi hết khách kasura lúc này đã chuẩn bị cho đội quân chính vào trận và muốn aika chuẩn bị hành động nhưng cô đã không nghe lệnh mà tự mình lao lên mở đường cho isuki cậu sử dụng khiên để chạy thẳng lên và aika đã mở một cánh cổng để cậu vào trong cơ thể con chùm aika sau đó phải tự mình đối phó với đám quái ngoài này còn isuki muốn tìm izumi thì phải tự mình cảm nhận xem cô ở đâu mà tôi lúc này cũng đã đến để hỗ trợ aika còn isuki thì đang lang thang trong này aika đã dặn cậu là không được để bị bóng tối nuốt chừng cậu sau đó tìm được izumi cô đã đưa tay ra nắm lấy cậu và rồi hóa thành những xúc tu trói lấy isuki cậu đã sắp bị đống này lấy đi tâm trí nhưng izumi đã giúp cậu lấy lại ý chí để tiếp tục chống cự cậu sau đó đột nhiên nhìn thấy hình ảnh lúc chơi trốn tìm ngày xưa cậu nhớ là izumi từng ghét chơi trốn tìm ra sao cậu đã biết chỗ cô trốn nên cứ thế tiến đến tìm cô và cậu cũng chính là người đã tìm được cô vào năm xưa và cũng là người đã tìm thấy cô lúc bây giờ cậu đã cố gọi cô tỉnh lại cô sau đó đã nghe được chút ít lời isuki gọi mà tỉnh lại Isuki sau đó đã chém đi mớ xúc tu để cứu lấy Izumi. Sau khi đưa cô xuống thì cô cũng đã biến hình và cùng Isuki kết hợp để bắn một lỗ trên người con trùng mà thoát ra. Tuy nhiên nó vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Thế là Isuki cùng Izumi và Aika đã cùng hợp lực và cầm lấy thanh kiếm của Isuki. Sức mạnh của cả ba đã tạo ra một đòn Excalibur cao đến tận bầu trời và giáng lên đầu con trùng. Chân dạng của nó đã bị tiêu diệt. Nhưng nó vẫn chưa chết mà sẽ còn hồi sinh một lần nữa. Aika cho rằng giờ là lúc chia tay, do nhiệm vụ của cô đã xong nên không thể đi cùng cả hai nữa. Isuki và Izumu sau đó bị gửi về trái đất còn Aika thấy tàn dư của con trùng vẫn ở đó nên đã ném ra một cổng không gian để hút chúng đi Isuki sau đó nhận được những lời hỏi thăm của mọi người cậu và Izumi sau đó quyết định cùng nhau trải nghiệm nốt lễ hội trường sau một ngày vui chơi thì bữa tiệc sau cùng cũng đã đến Izumi đã đứng lên sân khấu và cảm ơn tất cả mọi người vì đã cùng nhau giúp lễ hội trường thành công ai nấy sau đó đã vui vẻ hết bữa tiệc sau bữa tiệc Isuki và Izumi tự hỏi liệu cả hai còn có thể gặp lại Aika hay không mọi chuyện sau đó cứ tiếp diễn như bình thường chỉ có điều là nhóm isuki sau vụ đó đã mất đi khả năng vào lại trong kia không lâu sau izumi đã tốt nghiệp và ra trường cô sau đó đã giao lại chức hội trưởng cho isuki và cậu không chắc bản thân có gánh nổi hay không nhưng cô muốn cậu lúc nào cần giúp đỡ thì cứ gọi cho cô isuki đã định tận dụng cơ hội này để thổ lộ với izumi nhưng aika đã quay trở lại đây cô cho biết cô đã có nhiệm vụ mới và từ giờ họ có thể tiếp tục gặp nhau và phim đến đây cũng là kết thúc